Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây do phương tiện ô tô cá nhân và lưu lượng người tham gia giao thông gia tăng quá nhanh, đã phát sinh điểm ùn tắc giao thông cục bộ vào giờ cao điểm trên một số tuyến đường của thành phố Ninh Bình, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Khu vực cầu Lim, nơi giao nhau của ba tuyến đường Lê Đại Hành, Nguyễn Công Trứ và Nguyễn Huệ. Thời điểm đầu giờ các buổi sáng hay cuối giờ chiều, lượng người và phương tiện tham gia lưu thông tăng cao. Các phương tiện nối dài luôn tấp nập di chuyển với các ngã đường. Vì vậy các xe lưu thông luôn phải di chuyển rất khó khăn. Trên địa bàn thành phố, đặc biệt là các giờ cao điểm cũng như là khi mà có thời tiết xấu, thì hiện cái lưu lượng phương tiện tham gia giao thông gia tăng đột biến. Thường tập trung vào các cái tuyến đường như là tuyến đường Nguyễn Công Trứ, tuyến đường Lê Đại Hành, Lê Hồng Phong hoặc các cái điểm như là ngã tư cầu Vân Giang hoặc là ngã tư cầu Lim. Và đặc biệt là một số các cái điểm trường học, các cái trường tiểu học và trường trung học cơ sở trên địa bàn thì rất dễ gây ra cái tình trạng ùn ứ giao thông tại các khu vực này. Để giải quyết tình trạng ùn tắc trên các tuyến đường, Công an thành phố Ninh Bình đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn. Trong đó trọng tâm là tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, chỉ đạo các đơn vị thực hiện các đợt cao điểm, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, huy động tối đa lực lượng và phối hợp với các lực lượng khác, tuần tra khép kín các tuyến đường, địa bàn trọng điểm. Thường xuyên có mặt tại tất cả các nút giao thông của thành phố để điều tiết, hướng dẫn, phân luồng, đảm bảo các phương tiện đi đúng tuyến đường, làn đường, giao thông luôn được thông suốt thuận lợi. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm dẫn đến các nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông. Để đảm bảo trật tự giao thông trên địa bàn cũng như là giải quyết cái tình trạng ùn tắc trên địa bàn này thì đội cảnh sát giao thông chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch phân luồng giao thông để đảm bảo ùn tắc tại các cái điểm này. Chúng tôi chủ động phân cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các phường xã để đảm bảo giao thông tại các điểm trường cũng như là tăng cường lực lượng tại các nút giao thông trọng điểm. Để làm giảm ùn tắc trên địa bàn thành phố thì cũng đề nghị nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự giao thông cũng như là chấp hành tốt các cái hiệu lệnh của người điều khiển giao thông tại các cái nút giao thông đang xảy ra ùn tắc, thì như thế sẽ có phần làm giảm nhanh chóng có thể giải quyết được cái tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ tại các cái điểm đó. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi nhất để khắc phục nguy cơ ùn tắc trên địa bàn thành phố vào giờ cao điểm là cần nâng cao ý thức của người tham gia giao thông. Theo ghi nhận của phóng viên, các vi phạm về phần đường, làn đường vẫn xảy ra, nhất là khu vực có đèn tín hiệu giao thông. Bên cạnh đó, văn hóa nhường đường cũng chưa được nâng cao. Trước tiên mọi người nên chấp hành luật an toàn giao thông trước, tín hiệu đèn của đèn giao thông. Mình nên theo điều hành của những cái đồng chí cảnh sát giao thông điều khiển và mọi người nên đi theo hàng lối các thứ, không chen lấn nhau thì như thế nó sẽ giảm bớt cái tình trạng ùn tắc giao thông. Trong thời gian tới, Công an thành phố Ninh Bình cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Đồng thời, công an các phường xã tích cực ra quân, tổ chức tuần tra xử lý các hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm trật tự đô thị, đảm bảo đường thông hè thoáng, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương tiếp tục duy trì và tăng cường kiểm soát tải trọng xe, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông. Tăng cường các lực lượng kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng và trên các tuyến đường có nhiều xe quá tải lưu thông, trọng tâm là vào ban đêm. Tăng cường kiểm tra các xe chở hàng siêu trường, siêu trọng, không có giấy phép lưu hành, xe lưu thông trên các tuyến đường. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54 sửa đổi bổ sung một số quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa, trong đó quy định cảng vụ thuộc Sở Giao thông Vận tải hoặc cơ quan đơn vị được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh giao thực hiện tại địa phương chưa có tổ chức cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc Sở Giao thông Vận tải thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, trừ bến khách ngang sông, khu neo đậu được công bố cấp phép hoạt động trên đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành tại cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu trong vùng nước cảng biển thuộc địa giới hành chính của địa phương được Bộ Giao thông Vận tải giao. Cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định được Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phân cấp theo quy định. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện nay Cục tiếp tục triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, hoàn thiện phần mềm cung cấp 23 thủ tục công trực tuyến. Cùng với đó thực hiện kết nối đồng bộ cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Giao thông Vận tải với cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân.
cung cấp thông tin phương tiện và cổng kết nối phục vụ hệ thống cân kiểm tra tải trọng xe, tham gia ý kiến đối với nghị định kết nối và chia sẻ thông tin theo cơ chế một cửa quốc gia, các dữ liệu về hồ sơ kỹ thuật, phương tiện xe cơ giới, tàu sông, tàu biển, công trình biển, sản phẩm công nghiệp được quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên dùng, hỗ trợ cho đơn vị đăng kiểm và đăng kiểm viên kiểm tra hiện trường. Hình ảnh từ clip cho thấy, mặc dù thanh chắn ngang đường sắt đã hạ xuống, nhưng không biết vì một lý do nào đó, một người đàn ông điều khiển xe máy vẫn cố tình vượt qua. Hậu quả là người điều khiển xe máy đã va vào thanh chắn, ngã ra đường. Thưa quý vị và các bạn, người đàn ông trong clip trên đã có hai lỗi vi phạm. Nghe điện thoại khi tham gia giao thông, không chấp hành quy tắc giao thông khi đi qua điểm giao cắt giữa đường bộ, đường sắt. Tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với những người cùng tham gia giao thông, nhưng đây cũng là bài học cho tất cả mọi người, cho chính tính mạng và tài sản của mình. Tới đây, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.